Không biết lên chưa? Bây giờ chờ các bạn vào đã. Hôm nay Dung sẽ nói về cái đề tài sản phẩm tẩy trang nha các bạn. Vào rồi nè, chờ chút xíu nha. Ok, chào Lisa Him, thấy rồi. À, chờ Dung xem một chút xíu. Lúc nãy mạng nó không có vào. Rồi hôm nay thì Dung sẽ nói về cái đề tài sản phẩm tẩy trang nha các bạn. Ôi, phải lấy lại cái tư liệu trong đầu thôi. Rồi các bạn vào rồi ha. Thì trước giờ tóc quai có những cái sản phẩm như là dưỡng da ha các bạn ha. Dưỡng da, dưỡng mặt đẹp đó, mặt đẹp như vậy nè đó, rồi sản phẩm body đúng không, body đẹp rồi tới gì, rồi tới giảm cân đó đó. Nhưng mà nói giảm cân bữa nay Dung hơi mập đúng không, trời ơi hàng họ lỗ hết đi ra rồi. Ok rồi thì chúng ta có gồm cái gì các bạn, có mắc cỡ quá hôm nay, mắc cỡ à, mắc cỡ quá. Thì chúng ta có sản phẩm dành cho da mặt đúng không. À, dành cho da mặt thì các bạn cũng biết chúng ta có những cái sản phẩm da mặt trong suốt 5 năm qua thì được khách hàng đón nhận rất là nhiệt tình, rất là yêu cái sản phẩm đúng không ạ. Sau đó thì chúng ta có sản phẩm body như là sữa tắm nè, dưỡng thể thì chúng ta cũng ra được 5 năm rồi, rồi gì nữa các bạn, rồi tẩy tế bào chết nè, rồi gì nữa, sữa tà, sản phẩm tắm trắng D8 đúng không các bạn, có đầy đủ, có rất là nhiều sản phẩm. Thì ngoài ra sau này thì khách hàng có nhu cầu thêm vào đó là sản phẩm gì, có thêm cái sản phẩm là hot gel rồi tăng mỡ bụng đó đó, giờ ăn nhiều vô nhưng bụng bự quá thì phải quấn hot gel đúng không. Rồi cái sản phẩm hot gel thì hỗ trợ cho các phụ nữ mà hay làm việc văn phòng nè đó, làm việc văn phòng hay là chúng ta ít đi bộ ít vận động thì cái mỡ bụng nó sẽ rất là nhiều đúng không các bạn. Rồi chúng ta có giảm cân N1 đúng không các bạn, rồi ok. Nhưng mà suốt thời gian qua các bạn luôn hỏi Dung sao có làn da đẹp như vậy đó, sao da Dung đẹp như vậy, thức đêm chăm con thì nhiều rồi cũng làm việc rất là nhiều, cũng đi nắng như các bạn mà sao da của Dung tốt như vậy, da của Dung rất là căng mượt rồi dưỡng da rất là đẹp. Thì ngày hôm nay Dung cũng muốn chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết, đó là trong suốt hơn 15 năm nghề của Dung chưa bao giờ Dung không tẩy trang ha các bạn. Và có một thời gian ngày xưa đó Dung đi làm cái ngành mỹ phẩm này nè, thì cái lúc đó là bán những cái sản phẩm cao cấp thì chúng ta phải trang điểm rất là nhiều, rất là dày á các bạn. À, Dung vén tóc lên cho các bạn nhìn cái da Dung nó kỹ một chút. Thì thời điểm đó là Dung trang điểm rất là dày. Thì công ty của Dung thời điểm đó là một công ty sản phẩm thì để thương hiệu của Pháp nhưng là sản phẩm của Hàn Quốc các bạn. Thực tế sản phẩm thì chỉ là tại Hàn Quốc thôi. Thì trong đó nó có tẩy trang loại dầu, tẩy trang loại cream, lotion và đó. Thì có lotion, cream và oil thì có ba loại như vậy. Thì lúc đó Dung hay tẩy trang cái loại lotion thì Dung nghĩ rằng là cái loại lotion là nó êm dịu. Tại vì sao? Cái quan điểm của mình các bạn, cái quan điểm của mình không có hiểu, mình không có được được training hoặc là không phải là nhà mà sản xuất, họ có thể là họ họ cho mình biết là tác dụng của từng tẩy trang ha. Nhưng mà sau khi cái thời điểm đó là Dung hay dùng cái tẩy trang dạng oil hoặc là dạng cream. Sorry, Dung sử dụng cái dạng lotion với dạng cream. Thì dạng lotion thì nó nhẹ hơn dạng cream, thì nó cái độ sạch nó vừa phải thôi. Thì lúc đó Dung nói là da của mình còn trẻ, tội gì mình phải sử dụng cái tẩy trang loại oil. Thì Dung cũng nghĩ vậy nè, chúng ta và các bạn khách hàng của Dung, các bạn rất là nhiều người sử dụng mỹ phẩm nhưng tới nay các bạn vẫn chưa được ai hướng dẫn cho mình cái phương pháp chăm sóc da thật sự là nó đúng cách đúng không các bạn. Các bạn không có được cái ai mà trao dồi cho mình một cái phương pháp chuẩn để chăm sóc da cho nó thật là chuẩn mực. Thì Dung nghĩ rằng chỉ có những cái người họ có cái kinh nghiệm lâu năm về cái chuyên chăm sóc cho nhiều khách hàng hoặc là tư vấn cho nhiều khách hàng thì họ mới có cái đủ cái kinh nghiệm đó các bạn. Còn nếu không thì Dung nghĩ là
nhà sản xuất cũng không có kinh nghiệm nữa. Dung phải nói rằng một điều vậy, nhà sản xuất tại Hàn hay ở nước nào cũng đều phải gửi hàng về cho Dung test. Khi cái sản phẩm Dung test thành công mới gọi là thành công, và đó là sản phẩm là đạt. Hoặc là nếu mà quan điểm của họ test đạt nhưng mà đối với Dung không đạt, tức là Dung không có thấy nó sướng với làn da của mình, nó không có đạt được cái hiệu quả Dung mong muốn, thì chắc chắn thì Dung không có nhập cái sản phẩm đó về về làm ha, về sản xuất cho khách hàng của mình. Vậy thì Dung cũng muốn chia sẻ cho các bạn, trong khoảng vài năm đầu Dung tẩy trang loại oil thì sorry, loại dầu, loại loại lotion, tức là cái dạng mà giống như cái lotion là giống như cái kem á các bạn, cái sữa dưỡng thể các bạn hay mua bên ngoài nó lỏng 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 á. Thì thật sự là sau 3 năm dung mụn rất là nhiều, rất là dày các bạn. Ngày hôm nay tại vì cái điều này Dung rất là muốn chia sẻ cho các bạn lâu rồi nhưng mà Dung chưa có cơ hội, tại vì sao Dung chưa có ra tẩy trang nên Dung không có chia sẻ. Thì thời điểm đó bắt đầu sau 3 năm mụn của Dung bộc phát lên rất nhiều, lúc đó Dung còn rất là trẻ nhưng mà nó quá nhiều đi, rất là khủng khiếp các bạn. Và Dung luôn suy nghĩ là lý do tại sao mà da Dung mụn như vậy à, ghê quá, càng ngày nó càng nhiều các bạn. Dung nói thật cho các bạn biết là nếu mà Dung bước ra đường đi uống cà phê thôi, hoặc là bất kể một người nào bước tới nhà Dung mà Dung chưa có che khuyết điểm thôi, thì là Dung không có tự tin gặp người ta, khủng khiếp lắm. Da thì nó tái nhợt, mụn thì nó lên rất là nhiều ha các bạn. Nó nhiều không có nghĩa là nó khủng khiếp hết da mặt, nhưng mà nó vậy nè các bạn. Ban đầu nó bị mấy nốt này, cái mình nặng nặng nặng, bắt đầu nó loang ra quá trời luôn các bạn. Dung bị khủng hoảng tinh thần tới mức là ngủ trên giường lúc nào cũng phải có một cái kiếng ha các bạn. Có một cái kiếng để lấy ra, để soi, nửa đêm tỉnh dậy soi coi thử cái mụn của mình nó lặn chưa, nó hết chưa. Tức là khủng hoảng tới mức gì. Cái thời điểm đó mà cứ suy nghĩ nếu mà chỗ nào mà họ điều trị hết mụn cho mình hàng trăm triệu thì mình cũng trị. Vậy thì các bạn nghĩ đi, một người chuyên tư vấn cho khách là một cái sản phẩm thương hiệu cao cấp mà chính bản thân mình bị cái khủng hoảng đó. Và Dung nghĩ rằng cái khủng hoảng này không có riêng Dung mà rất là nhiều bạn hiện nay bán mỹ phẩm, hay rất là nhiều bạn không có biết cái phương pháp chăm sóc da đúng cách thì họ vẫn bị điều này. Vậy thì các bạn thấy hàng bao nhiêu năm nay các bạn nhìn Dung bây giờ có còn mụn hay không? Vậy thì chắc chắn là cái phương pháp chăm sóc của Dung nó đang đúng rồi các bạn, đúng không ạ? Trong 3 năm đó thì Dung mất hết 1 năm, mụn nó rất là dày, và Dung chỉ là bắt đầu Dung phải tìm cái phương pháp xử lý nó ha. Dung không nghĩ rằng cái da Dung sau khi nó hết mụn và nó sẽ phục hồi và không còn sẹo như bây giờ các bạn. Bởi quá nhiều à, Dung bôi trị mụn cũng không hết, sau đó bắt đầu Dung mới làm tới phương pháp lấy mụn và bắt đầu bôi lấy mụn xong rồi trị mụn, và Dung phải cancel hết cái việc mà trang điểm á các bạn. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy khi Dung ra sản phẩm tóc quay, Dung không có đặt mạnh về cái sản phẩm trang điểm ha các bạn. Nếu mà các bạn để ý tại sao Dung không đánh mạnh vào sản phẩm trang điểm, tại vì Dung đã bị khủng hoảng trong cái thời kỳ trang điểm dày làm cho da Dung nó trở nên rất là bế tắc, nên là Dung không có đánh mạnh về sản phẩm trang điểm mà Dung chỉ đánh mạnh vào sản phẩm dưỡng da ha các bạn ha. Vậy thì đó là một trong những điều mà các bạn thấy là top quay là làm gì. Top quay chỉ tập trung vào làm đẹp da cho khách hàng, làm đẹp da cho khách hàng, và không giúp cho khách hàng để làm sao để không có bị mụn trở lại á các bạn, không có bị mụn rồi không có bị vấn đề gì hết, và họ đẹp tự nhiên, họ đẹp không cần phải đi ra đường, phải make up, phải giày cua giống như cái thời mà Dung đã từng từng bị ha. Rồi cái thời điểm đó Dung xử lý sao? Dung phải lấy mụn hàng tuần, rồi Dung phải bôi serum trị mụn rất là tốn kém ha. Rồi Dung phải, lúc đó có người chia sẻ cho Dung là em tẩy trang cái này nó không có đủ sạch, thì bắt đầu Dung mới tẩy trang. Nếu mà cái loại đó Dung tẩy trang 2 lần vẫn không đủ sạch, Dung phải mua một cái loại tẩy trang dạng cream hoặc là dạng oil, và sau này Dung lựa chọn đó là dạng oil. Và lý do tại sao khi mà ra sản phẩm tẩy trang hiện nay thì Dung cũng ra cái sản phẩm tẩy trang dạng oil dành cho các bạn. Và thực ra trước khi mà ra cái sản phẩm tẩy trang này á các bạn, thì vỏ hộp thì Dung cũng làm rồi nhưng mà tem thì cũng chưa làm đâu các bạn. Thì vài ngày nữa thì các bạn sẽ nhận được cái sản phẩm, vài ngày nữa thì công ty sẽ chính thức ra mắt sản phẩm ha.
Thì trong suốt cái thời gian mà để nghiên cứu cho ra cái sản phẩm tẩy trang á, thì Dung liên tục thử. Và hiện nay ở trên cái bàn của Dung á, thì có rất là nhiều hàng thử, mười mấy, 20 lọ hàng thử, từng mẫu, từng giai đoạn một. Tức là mẫu 1 đạt hay không, mẫu 2 đạt hay không, mẫu 3 đạt hay không, và mẫu 4. Và cứ như thế Dung chỉnh đổi theo từng từng thời điểm, cứ chỉnh đổi để làm sao cái sản phẩm thứ nhất nó tẩy trang nó sạch, nó không kích ứng da, nó dễ chịu cho da và giúp da chúng ta càng ngày càng đẹp hơn. Và cái dầu của nó phải giúp da chúng ta đẹp. Và hôm nay Dung phải giải mã cái quan điểm dầu của các bạn ha. Rất là nhiều khách hàng quan điểm rằng da tôi dầu thì tôi không nên sử dụng tẩy trang oil, sai. Và Dung không hiểu là cái chuyên viên nào tư vấn cho mình là da dầu thì không nên tẩy trang dầu ha. Dung nói cho các bạn biết, trong những cái loại tẩy trang mà nguyên liệu đắt đỏ nhất, đắt tiền nhất mà rất là nhiều người rất là sợ nhập về làm, đó là loại dầu. Tại vì tẩy trang dầu là một cái loại tẩy trang là chắc chắn là đắt nhất. Nếu mà các bạn mua một cái loại tẩy trang dầu mà rẻ tiền thì Dung không có biết là các bạn xài lên bạn cảm nhận được đẹp da hay không, đó là cái việc các bạn phải cảm nhận được. Dung nghĩ một khách hàng đủ thông minh, từng biết chăm sóc da rồi, sẽ biết chạm lên một cái sản phẩm nào trên da mình là sản phẩm đó đẹp ha. Ví dụ chúng ta ngày hôm nay chúng ta không tẩy trang, ngày mai tự nhiên chúng ta tẩy trang một cái loại tẩy trang dầu lên, xong da chúng ta rất là đẹp. Rồi nếu chúng ta tẩy trang một cái loại nước cồn hay gì đó mà chúng ta cảm giác da khô thì các bạn cũng cảm nhận ngay, không cần chính là ai cảm cho các bạn, mà Dung nghĩ rằng các bạn cảm cảm ngay. Vậy thì trong suốt cái thời gian qua các bạn gặp Dung hay các bạn gặp trên livestream, bạn gặp Dung ngoài đời, tại sao các bạn hỏi là da của Dung sao mà căng mượt đẹp như vậy, thì Dung cũng chia sẻ cho các bạn là lúc nào Dung cũng sử dụng tẩy trang. Trong 15 năm qua không bao giờ mà Dung không sử dụng tẩy trang nha các bạn ha. Vậy các bạn hỏi chứ, vậy tôi không trang điểm tôi có xài tẩy trang không? Cái câu này các bạn hay hỏi nè các bạn. Và hôm nay Dung giải quyết cái quan điểm cho các bạn luôn. Các bạn không tẩy trang, các bạn không trang điểm thì các bạn cũng phải xài chống nắng, đúng không ạ? Các bạn xài chống nắng. Ví dụ như cái sản phẩm D3 của Top White, đúng không? Cái sản phẩm D3 ở đây các bạn, thì các bạn hàng tối các bạn cũng phải tẩy trang. Ôi vậy nhiều người nói chứ, trời ơi, ê, xài tẩy trang nó lười quá, thôi khỏi xài D3 luôn, thôi xài D2, D6 thôi, thôi xài D2, D6 thôi, ngày nào cũng xài D2, D6 thôi, không có cần phải xài tẩy trang, vậy thôi khỏe. Tại sao các bạn lại phải bỏ bước vậy? Chính đại lý của Dung mà còn bị trường hợp đó thì huống chi khách hàng. Chính đại lý Dung nhìn cái da Dung thấy nó không có lên sắc các bạn, mà họ khỏe, họ tức là họ thoải mái hơn Dung, mà sao sức cái làn da họ không có sức sống. Dung hỏi, ủa chị không xài D3 thì nó, ôi chị xài D3 chị lười tẩy trang lắm, còn không tẩy trang da nó xấu. Ủa sao kỳ vậy các bạn? Chúng ta muốn da chúng ta đẹp cũng bởi cái quan điểm của khách hàng vậy, nên đó là lý do Dung muốn cho cách quen quen dần, quen với một cái thói quen chăm sóc da tốt từng bước một. Và giờ thời điểm này Dung phải nhất định phải ra cái tẩy trang cho khách hàng của mình. Dùng D4 với D5. D4 là bạn bị mụn, mà bị mụn thì càng phải tẩy trang. Thật sự tẩy mụn là da dơ, dơ mới lên mụn, nên là nhất định bạn phải tẩy trang. Dung sẽ trả lời hết tất cả cái quan điểm về của các bạn về tẩy trang. Xưa giờ phụ nữ ở Việt Nam gần như không có chịu tẩy trang, chỉ có người nào trang điểm mới chịu tẩy trang, mà cái quan điểm trang điểm tẩy trang như thế nào cho da đẹp cũng chưa biết luôn. Dung thấy rất là nhiều bạn trang điểm nhưng cái cách tẩy trang như thế nào để da của mình được khỏe, được đẹp, được hồng hào, được trắng mà không bị xỉn màu, không có bị mụn ha. Cái điều này rất là quan trọng ha các bạn. Rồi, vậy thì á, khi mà chúng ta dưỡng da, chúng ta chống nắng, chúng ta không tẩy trang thì đồng nghĩa da của chúng ta càng ngày càng bị tắc nghẽn mà cũng lên mụn bạc. Ví dụ như cái thành phần, bây giờ chúng ta phải phân tích kỹ cái thành phần D3 nó có cái gì. Trong cái thành phần D3 các bạn rất là mong muốn chống nắng, mà chống nắng á thì nó thường nó hơi dày, nó hơi nhờn. Các bạn để ý đi, cái chống nắng mà thông thường những cái người mà bình dân nhất người ta xài, như cái chống nắng mà các bạn thấy mà chống nắng mà sun cream hay cái gì đó mà để đi biển thì các bạn cũng thấy bôi lên nó nhờn không các bạn? Nó nhờn. Vậy thì ở năm nào mà nó rất là bám da, vậy thì cái chống nắng trong cái D3 này nó không phải là hàm lượng quá cao, nhưng nó chống nắng ví dụ được 2-3 tiếng đồng hồ đi chẳng hạn, thì các bạn nên tầm khoảng SPF ví dụ như 20 đi các bạn, thì các bạn cũng phải là sao, các bạn cũng phải
các bạn cũng phải là nó bám da rất là chặt ha, nó bám da rất là chặt ha. Nếu các bạn rửa bằng nước thường hoặc là nó cũng không sạch, các bạn rửa bằng sữa rửa mặt nó chỉ sạch lớp ngoài, còn cái lớp mà những cái lớp mà nó bám dầu này kia nó bám, các bạn đừng nghĩ cái dầu trong trong mỹ phẩm là nó xấu nha, cái dầu trong mỹ phẩm nó rất là tốt, ăn thua là do cái kỹ năng chăm sóc da của các bạn có đúng hay chưa thôi ha. Vậy thì khi mà nó bám ở vùng đó mà các bạn không tẩy trang thì tại sao các bạn nói là trời em xài cái D3 tự nhiên em nổi hột li ti quá trời chị ơi em không hợp? Không phải không hợp, mà do các bạn không tẩy trang nên nó bị hột li ti như vậy. Bây giờ các bạn không xài cái D3 của mình thì các bạn xài cái chống nắng của hãng khác nó cũng bị à. Rồi có khách hàng hỏi Dung là ủa sao trước em không bị mà giờ em xài em bị, là sao các bạn? Đúng thời điểm nó phải lên thôi. Bây giờ sao cái thời điểm đó các bạn chưa tắc nghẽn nhiều, cái thời điểm này da bạn nhạy cảm hơn, khó chịu hơn, tắc nghẽn nhiều hơn thì sao, thì chắc chắn nó sẽ trồi lên, nó khó chịu liền ha. Rồi tới thời điểm này da chúng ta trở nên mẫn cảm hơn, nhạy cảm hơn, da chúng ta nó cần sạch sẽ hơn, nó cần dưỡng đầy đủ dưỡng chất và nó cần một cái phương pháp chăm sóc da đúng cách hơn. Chúng ta không nên mà so sánh lại cái thời điểm cũ là chúng ta năm 20 tuổi, chúng ta năm 18 tuổi da chúng ta rất là khỏe mạnh, rất là đẹp. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ như thế mà chúng ta chăm sóc. Nhiều chị nói, trời năm ngoái năm kia da chị đẹp lắm, đâu có xấu như bây giờ, đâu có nám như bây giờ, đâu có mụn như bây giờ. Các bạn ơi, không nên nói về cái quá khứ lúc đó có thể da, cơ thể các bạn chưa sinh bệnh, cơ thể các bạn còn khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, da các bạn tốt, thì chắc chắn là sao? Thì da bạn tốt. Nhưng bây giờ các bạn, với là hồi đó bạn không chống nắng ha, rồi bây giờ bạn không chống nắng nên bây giờ nó mới nám, nám thì các bạn mới tìm tới tóc oai, các bạn mới cần một sự điều trị, đúng không ạ? Vậy thì khi các bạn đi một cái phương pháp dưỡng da hay là cái phương pháp trị nám thì các bạn cũng phải đầy đủ chống nắng đầy đủ, đúng không? Vậy thì khi chúng ta chống nắng đầy đủ thì bắt buộc chúng ta phải tẩy trang các bạn ơi. Cái thời điểm trước các bạn nói Dung là công ty không bán tẩy trang nên là họ không xài tẩy trang, Dung vẫn khuyên các bạn phải sử dụng tẩy trang các bạn, Dung vẫn đào tạo đại lý là các bạn phải tẩy trang ha. Vậy thì bây giờ tí xíu Dung sẽ là test nửa gương mặt cho các bạn thấy là Dung tẩy trang như thế nào ha. Cái sản phẩm tẩy trang của Dung giúp lấy sạch như thế nào để cho các bạn thấy được cái hiệu quả đó ha. Và nếu mà chúng ta hôm sau, nếu mà được còn không được thì Dung sẽ dùng sữa rửa mặt bên này cho các bạn thấy phần còn lại. Một phần đây Dung sẽ làm tẩy trang, một phần này Dung làm sữa mặt, Dung sẽ làm cho các bạn thấy để là cái làn da của mình không tẩy trang, cái làn da của mình dùng sữa rửa mặt nó sẽ độ sạch nó như thế nào các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta dưỡng da lên thì làm sao nó hấp thụ, đúng không các bạn? Đó, vậy thì ngày hôm nay Dung sẽ làm cho các bạn thấy ha. Dung sẽ hy sinh gương mặt đáng xinh đẹp như về, Dung sẽ tẩy trang các bạn thấy cái sản phẩm tẩy trang của mình nó tuyệt vời như thế nào ha. Và các Dung chắc chắn rằng sau khi coi cái livestream này các bạn thuyết phục các bạn phải sử dụng cái tẩy trang thôi. Nếu các bạn không xài tẩy trang, Dung chắc chắn rằng một ngày kia làn da các bạn trở nên rất là tệ hại. Và nếu các bạn muốn điều trị nám, các bạn muốn điều trị mụn, các bạn muốn da các bạn đẹp vân vân thì các bạn cũng, nếu mà bạn không tẩy trang thì Dung nghĩ là sẽ không có đạt hiệu quả như các bạn mong muốn ha. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu chưa các bạn? Vậy thì nếu như chúng ta dưỡng da không mà chúng không tẩy trang thì da chúng ta đã không được đẹp rồi. Mà nếu mà chúng ta trang điểm mà chúng ta không tẩy trang nó càng trở nên kinh khủng nữa ha. Rồi bây giờ sao nữa? Nếu mà chúng ta trang điểm mà chúng ta tẩy trang không đúng cái loại sản phẩm tẩy trang, rồi chúng ta tẩy trang không đúng cách nữa thì trời ơi, nó còn xấu nữa. Càng ngày da sao, ủa sao nó mụn hoài vậy? Sao mà da mình nó sần sùi hoài? Sao nó không đẹp gì hết vậy? Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Giờ Dung sẽ bắt đầu làm nửa mặt cho các bạn thấy ha. Trước khi làm, uống miếng nước lấy sức đã. Chúng ta sẽ ra mắt sản phẩm tẩy trang vào tháng 8 ha. Có thể giữa tháng 8 ha, hoặc là có thể tuần sau ha. Nói chung cái quy trình đang diễn ra ha. Sản phẩm thì đã bắt đầu vào quy trình sản xuất rồi ha các bạn ha. Làm bao bì, làm tem nhãn nữa ha. Rồi, cái chai này Dung xài thì còn có chút xíu thôi các bạn ơi. Dung xài nhiều lắm. Bây giờ nó còn ít thôi. Cái mẫu chai mình nó sẽ mẫu chai này nè các bạn. Nhưng mà mình có tem ha. Mình có tem nhãn trang trí ha. Ha. Đó, rồi thì bắt đầu cái chai này Dung xài hết rồi các bạn. Còn cái chai mà nguyên của nó nè các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì nó có hai lớp dầu và nước. Thì cái này chưa có tem nè. Vài hôm nữa nó sẽ có tem nha các bạn ha.
có tem ha. À, cái dầu này rất là xịn nha các bạn ha. Và Dung cũng phải chấp nhận một cái giá thành khá là cao để cho ra mắt cái sản phẩm này. À, thực sự sau này càng ra sản phẩm thì nguyên liệu nó càng rất là mắc, tại vì mình càng quá khó tính đi nên có nguyên liệu đa phần rất là đắt. Nhưng mà thôi, mình chấp nhận bù qua sớt lại cho những sản phẩm khác. À, mong muốn rằng khách hàng sử dụng những sản phẩm của mình, họ có làn da đẹp như mình là hạnh phúc rồi. Tại sao? Tại vì chính bản thân mình biết sử dụng, biết xài đồ. Còn khách hàng, thực sự nhiều người không có biết xài làm sao cho đúng cách, không biết xài làm sao cho đạt hiệu quả, không biết xài làm sao cho da nó đẹp. Nên Dung mong muốn rằng mình luôn ra những cái sản phẩm làm sao mình xài cái gì đẹp thì khách hàng mình được hưởng những cái đẹp đó. Nếu mà các bạn theo dõi cái livestream của Dung hay của rất là nhiều đại lý của Dung thì các bạn cũng thấy làn da của đại lý của Dung cũng khá là đẹp, không riêng vì làn da Dung đúng không ạ? À? Ok, bắt đầu Dung tiến hành ha. Chai này Dung xài gần hết rồi nè các bạn. Rồi, giờ Dung lắc lên ha các bạn ha. Khi các bạn xài, các bạn mua cái bông tẩy trang giúp Dung ha. Rồi bây giờ Dung sẽ test một nửa mặt dùng tẩy trang. Một nửa mặt chúng ta dùng chỉ D5 thôi. Các bạn sẽ thấy như thế nào ha các bạn ha. Ok, các bạn thấy livestream hay, các bạn có thể share giúp Dung để rất là nhiều khách hàng họ biết cái quan điểm về tẩy trang như thế nào là đúng cách ha. Trong một cái thời gian qua phải trả giá, phải deal giá, phải làm việc, phải liên tục, phải làm mẫu liên tục mới có được một cái sản phẩm tẩy trang ưng ý các bạn. Rồi, cái nắp này các bạn ha, rồi Dung mở ra ha. Ok, rồi bắt đầu Dung sẽ lấy ha. Các bạn chóc xuống ha các bạn ha. Rồi, các bạn lấy ra, ướt cái phần tẩy trang. Rồi ha, một cái tẩy trang đủ tốt là nó là sao? Nó phải tạo được cái độ dịu nhẹ cho làn da, làm sạch da, không cần phải chà, không cần phải ma sát quá mạnh mà nó sạch, nó rất là sạch cho da ha các bạn, mà nó không được không không phải là ma sát mạnh ha các bạn. Thấy nè, bây giờ Dung bắt đầu Dung làm nè các bạn. Bây giờ Dung để lên vùng mắt, đây là cái vùng mà Dung tẩy trang màu mắt nè, mắt nước nè, mascara không trôi nè, tức là Dung là dùng những cái loại mascara rất là mắc tiền, trên 1 triệu một cây, đó là những loại mascara không trôi. Và các bạn thấy à, các bạn thấy không? Rồi Dung trở bên ha các bạn ha. Rồi các bạn thấy không, Dung chỉ kéo vài cái là ra hết rồi, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy không, bây giờ Dung sẽ làm tiếp tục nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, chỉ cần nhẹ thôi, không được rát mắt, không được khó chịu cho mắt, không được cay mắt. Đó là những cái điều mà Dung đòi hỏi cho một sản phẩm làm được. Tại vì sao? Mắt là một cái vùng rất là nhạy cảm, Dung sẽ tiếp tục lấy ha các bạn. Mắt là một cái vùng da rất là nhạy cảm. Mà nếu chúng ta xài những cái loại rát cho mắt thì sao các bạn? Thì chắc chắn là làm sao? Thì nó sẽ khó chịu cho mắt. Mà khó chịu cho mắt là khó chịu cho da. Cái này là Dung bị mũi chích nha các bạn, 4 5 ngày rồi. Rồi các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy hết chưa? Thấy mắt Dung hết chưa? Ok, vậy thì một cái tẩy trang nó phải đáp ứng được điều này các bạn ha. Đó, các bạn lấy ra cho Dung, ướt cho Dung, đặt lên dặm nhẹ. Mắt mà chúng ta cứ phải chà chà như vậy thì sao, cái mắt của chúng ta nó sẽ trở nên rất là nhăn ha, nó nhăn rồi nó khó chịu, rồi nói chung là cái mắt chúng ta phải chạm nhẹ vậy thôi, các bạn thấy không, ra hết rồi, không cay không gì, mắt rất dễ chịu, không bị đỏ không gì hết, các bạn thấy không? Đó rồi, ok các bạn thấy chưa ạ? À? Rồi các bạn thấy không? À, bây giờ mình muốn mà cho nó sạch sâu hơn thì mình hay đánh mờ mắt nước lên những cái bên trong này, cái lòng trong thì mình dở nó lên thôi. Này các bạn thấy nó sạch chưa? Đó các bạn thấy không? Rồi bây giờ ha, các bạn thấy bây giờ sạch sẽ rồi đúng không? Giờ các bạn nè, giờ các bạn thấy nè, cái mặt Dung nè, bây giờ nè, sáng nay là Dung đánh D3 nè, D6, D2 và D3. Ok, bây giờ Dung tiếp tục ha, Dung tẩy trang một bên cho các bạn thấy ha. Nhớ nha các bạn, Dung sẽ làm một bên tẩy trang và một bên dùng sữa rửa mặt thôi, các bạn sẽ thấy thấy tại sao mà nếu các bạn không dùng tẩy trang thì nó kinh khủng tới mức nào ha các bạn ha. Rồi bây giờ ha, nhưng mà tẩy trang cứ đúng như những cái tẩy trang mà Dung duyệt hay không á, thật ra khi mà ra thị trường Dung mua sản phẩm tẩy trang Dung xài, Dung rất là kén, khó có một cái hãng nào có đáp ứng được cái nhu cầu tẩy trang của Dung chọn. Rồi bây giờ Dung sẽ tẩy trang nữa mà cho các bạn thấy nè ha, cho các bạn phân biệt cái da của Dung ha. Ok, đây là chống nắng nha các bạn, đây là chống nắng nha các bạn. Dung sẽ livestream rất là kỹ, cả chân mày Dung cũng chùi luôn ha các bạn ha. Rồi các bạn nè, à, tí xíu Dung sẽ tẩy trang môi luôn ha các bạn ha, cho thật là xấu xí ha, các bạn thấy ghê chưa?
Nè các bạn thấy ghê chưa? Nếu mà các bạn không tẩy trang thì làm sao các bạn lấy được những cái này các bạn? Ok, tiếp tục ha các bạn ha. Tiếp tục. Từ nãy giờ chúng ta có ba cái miếng rất là dơ rồi các bạn ha. Tí xíu chúng ta sẽ rửa mặt rồi chúng ta sẽ thấy ha. Tiếp theo các bạn ha. Bây giờ ba miếng rồi. Vậy thì một chai tẩy trang này chắc cũng xài cũng nhiều lắm á các bạn ạ. Rồi, giờ tiếp tục lấy tiếp ha các bạn. Dùng là tẩy trang kỹ lắm, không phải một miếng đâu các bạn. Lấy nhiều miếng lắm chứ một miếng ăn thua gì làm sao sạch. Tiếp tục ha. Tiếp tục. Đó. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Rồi các bạn thấy nó vẫn còn dơ không các bạn? Ha. Giờ Dung không chà cái chân mày nè, Dung chà ở trên nè, chà ở dưới, chà ở bên đây nè. Đó. Các bạn thấy không? Nó vẫn đen các bạn thấy không? Các bạn thấy nó vẫn đen không các bạn? Đó ha. Thấy vì vậy Dung nghĩ rất là nhiều khách hàng có rất là nhiều tiền sử dụng hàng cao cấp nhưng cái quan trọng là chưa biết cách chăm sóc da như thế nào ha các bạn ha. Rồi bây giờ Dung sẽ tẩy trang cho các bạn thấy là môi nè các bạn. Tẩy trang môi cho bạn thấy ha. Ok, tẩy trang môi nhé. Rồi tẩy trang môi nè các bạn. Nè, tẩy trang môi. Một nửa thôi. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Đó, từ từ Dung lấy nhiều quá. Hơi lấy ít ha. À, tẩy trang một nửa thì nó hơi khó một chút nha các bạn. Chờ Dung chút xíu. Đó, nhẹ thôi. Tại vì Dung đang tẩy trang một nửa nên là nguyên cái môi thì nó dễ rồi, một nửa thì nó hơi khó ha. Đây là son không trôi nha các bạn. Đây là son không trôi, không cần chà, không cần gì hết. Các bạn cứ đưa lên cái là nó ra, các bạn dặm nhẹ là nó ra ha. Đó, các bạn thấy không? Nè. Nè. Hết rồi đó. Hết rồi đó các bạn. Hết rồi đó. Một bên là chúng tẩy trang rồi, bên chưa tẩy trang này các bạn. Đó ha. Rồi. Các bạn thấy không? Tức là sao? À, cái đây là cái loại son không trôi mà các bạn thấy nó ra ghê không? Đó, nhẹ thôi là ra hết rồi các bạn thấy không? Và các bạn thấy quan trọng sau khi dùng tẩy trang cái mắt Dung là cái mắt Dung không có bị gì, không có bị đỏ, không có gì hết ha. Đó. Không có bị đỏ bị gì hết. Đó, rồi. Bây giờ xong rồi ha các bạn ha. Đó. Giờ xong rồi nè. Bây giờ Dung sẽ dùng sữa rửa mặt để Dung xài cái phần còn lại để cho các bạn thấy rằng là cái tác dụng của tẩy trang nó như thế nào. À, và nếu chúng ta dùng tẩy trang mà chúng ta không dùng dùng rửa mặt mà không dùng tẩy trang thì các bạn sẽ thấy như thế nào ha. Ok. Chúng ta bắt đầu. Đây là D5 của Dung ha các bạn ha. Dung sẽ lấy giờ Dung sẽ kẹp cái tóc Dung lên một cái để cho nó dễ xài. Rồi. Ok. Rồi. Rồi bây giờ Dung sẽ bôi làm ướt cái mặt vùng này ha. Rồi bây giờ Dung làm ướt nè các bạn ha. Đây là trên da Dung có dưỡng D6 ha. D6, D2. Phải gì? D6, D2 và D3 ha các bạn chống nắng. Rồi bây giờ Dung sẽ lấy sữa rửa mặt ha. Rồi Dung sẽ tạo bọt ha các bạn ha. Rồi các bạn thấy không? Cái tay Dung này nó hơi dơ để Dung lấy lại một chút. Chờ Dung chút. Rồi các bạn. Đó, rồi ha các bạn thấy ha. Rồi, ok. Rồi giờ Dung sẽ rửa cho các bạn thấy cái vùng còn lại để rửa nó có ra không nè các bạn. Các bạn thấy nó ra không? Các bạn thấy nó ra không? Ha, rồi ok, Dung lau lại ha. Dung lau lại đi. Dung phát nước nè. Các bạn có thấy nó ra được không? Các bạn có thấy nó còn y nguyên không? Vậy thì sao bây giờ? Các bạn cũng thấy đó là một cái điều mà các bạn thấy rằng là các bạn thấy là bên này tẩy trang thôi ha. Bây giờ Dung chưa xài sữa rửa mặt nha các bạn. Giờ Dung xài sữa mặt thì chắc chắn bên này nó sẽ đẹp hơn. Giờ Dung chút xíu Dung rửa mặt bên này ha. Bây giờ bên này sẽ có tẩy trang xong có sữa rửa mặt ha. Đó. À đúng rồi, tẩy trang của mình 3 4 trong 1 lần ha.
vừa tẩy trang được ha, vừa tẩy trang mát môi, mặc cái gì cũng mát tẩy trang được ha, chứ không cần phải bán một lần phương pháp rất là nhiều cái tẩy trang cho khách ha. Bây giờ các bạn coi nè, mình tẩy trang xong rồi mình rửa mặt nè. Cái mắt của Dung là dạo này ngủ hơi ít nha các bạn. Các bạn thấy nó không có được xuất sắc cho lắm ha. Rồi, đây. Rồi bây giờ Dung lau khô cho các bạn thấy nè. Một bên là Dung dùng tẩy trang, Dung dùng sữa rửa mặt. Và một bên Dung chỉ dùng sữa rửa mặt, các bạn thấy không? Cái độ sạch nó khác nhau hoàn toàn ha. Vậy thì bây giờ Dung nói các bạn biết là chúng ta, nếu làn da chúng ta cứ như vậy, đúng không ạ? Làn da chúng ta cứ như vậy mà chúng ta đi ngủ, chúng ta dưỡng da thì chắc chắn là sao? Những cái vết bẩn, những cái chất bẩn nè, trên da nè, nó cứ chồng chất lên rồi sao? Cái kem nó bám trong da, những cái kem mà chống nắng này kia nó bám trên da này các bạn. Nó không có thể nào sạch được, đúng không các bạn? Nó không sạch được thì sao? Thì da các bạn sẽ càng ngày trở nên nhạy cảm, sẽ bắt đầu sao? Sinh mụn, da các bạn đỏ. Các bạn bôi gì lên các bạn cũng thấy da các bạn đỏ là như vậy đó ha. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ ha, các bạn nhìn nè, một bên nè, Dung có sử dụng nè. Tẩy trang nè, Dung dùng sữa rửa mặt nè, thì các bạn thấy không, nó rất là sạch. Còn bên này chúng ta nè, các bạn thấy không, mascara còn nguyên nè, môi còn nguyên nè, đó, và cái độ bóng, độ sạch nó cũng không bằng nữa ha các bạn ha. Rồi đó, vậy thì hôm nay Dung muốn cho các bạn biết, khi chúng ta mà chăm sóc da là chúng ta phải có cái tẩy trang ha các bạn ha, thì nó mới đạt được hiệu quả. Giờ thì Dung sẽ tẩy trang cái phần còn lại luôn nha. Đó, tẩy trang cái phần còn lại cho các bạn thấy. Hãy ăn cái môi ha. Ok. Này các bạn thấy không? Giờ mình tẩy trang đứt cái môi đi. Trời ơi, các bạn biết cái này là cái môi son không trôi không? Không lem không? Bám rất là chắc mà các bạn thấy không? Quất một phát là đi liền. Đi rất sạch luôn các bạn thấy không? Ha. Mình phải sử dụng những cái sản phẩm như thế. Đó, các bạn thấy không? Ha, đi sạch sẽ đã không các bạn? Bây giờ cái thứ hai, cái thấy mất tiêu rồi các bạn thấy không? Đó. Phải xài cái sản phẩm nó phải như thế nó mới đã chứ. Xài cái tẩy trang mà ngồi chà miếng chà hoài vẫn còn thấy trên da là thua rồi các bạn ha. Giờ sạch sẽ rồi nè các bạn thấy không? Đâu còn gì nữa rồi. Sạch sẽ rồi, giờ chúng làm cái thứ ba các bạn thấy. Mà cái quan trọng nữa, nó không có làm khô da các bạn ha. Không làm khô da. Nè các bạn thấy không? Giờ thì hết rồi nè. Đúng không? Thấy đỡ rồi. Các bạn thấy chưa? Đó. Vậy thì Dung cũng có lời khuyên cho các bạn ha, khi sử dụng sản phẩm ha, thì nhớ là chúng ta, giờ Dung sẽ tẩy trang luôn phần còn lại nha các bạn. Hồi nãy chúng ta đã thực hành rồi, thì giờ Dung sẽ tẩy trang luôn phần còn lại để cho các bạn thấy ha. Tẩy trang chuẩn bị ra chưa hả? Chuẩn bị ra rồi em ơi, chắc trong tháng 8 này ra thôi ha. Giờ Dung tẩy trang cái phần còn lại để cho các bạn thấy cái độ dơ của da mình nó vẫn còn nè các bạn. Giờ cái mắt thì không nói rồi nè, kinh khủng không? Đó các bạn thấy không, mà Dung xài Dung cũng tiết kiệm cái bông tẩy trang dữ lắm, Dung cứ chà tới chà lui nha. Mà thấy ghê không các bạn thấy chưa, giờ Dung lấy thêm nữa. Đó Dung tẩy trang hết cho các bạn thấy. Đó, Dung thì không có ngại xấu hay gì hết cả. À, các bạn thấy không, ok nè, tẩy cái giờ hết rồi nè, đâu còn gì nữa đâu. Đó, môi cả con mắt thích môi gì môi ha. Đó, rất là thích ha các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Hết sạch rồi, bây giờ mình sẽ tẩy trang tới gì? Tới mặt nè, giờ đố các bạn còn không? Bây giờ Dung lấy một tờ mới nè. Đố các bạn còn không? Dù rửa mặt rồi đó nha. Dù rửa mặt rồi, Dung nghĩ là nó vẫn còn dơ ha các bạn ha. Nó vẫn còn đen á. Cái kem tẩy trang nó phải cần được, cái kem nó cần phải được lấy sạch ra. Các bạn thấy nó còn đen không các bạn? Các bạn thấy còn đen không? Đó ha. Rồi các bạn thấy chưa, vậy thì đó, rồi bây giờ mới hết hoàn toàn nè các bạn.
Đó thì bây giờ Dung sẽ rửa lại đen năm một lần nữa, Dung sẽ dưỡng da và trang điểm cho các bạn thấy ha. Vậy thì sau khi mà các bạn xem cái livestream của Dung, ok, và Dung có lời khuyên cho các bạn khi sử dụng tẩy trang của Top White thì khi mà các bạn dưỡng da ha, tối các bạn nha, tối nè, dù bạn tưởng tượng đây là tối đi, các bạn đi tẩy trang đúng không, thì bạn vui lòng tẩy trang xong các bạn dùng lại D5 giúp Dung hai lần. Lý do tại sao hai lần? Nó đã sạch thì các bạn nhìn thấy nè, nó còn cái dầu trên da ha các bạn ha, cái dầu này rất tốt cho da, nhưng mà chúng ta phải làm sạch nó thật là kỹ nha các bạn, không để sót dầu trên da ha các bạn ha. Ok, các bạn không để sót dầu trên da. Rồi ha các bạn ha, hết tẩy trang có hàng rửa mặt. Rồi giờ Dung sẽ phát nước ha các bạn ha, quay qua cho các bạn thấy ha. Rồi thôi chờ Dung chút xíu nha, đang phát nước. Rồi ok xong. Đó, mỗi lần mỗi tối về thì Dung thấy rất là thoải mái, tức là chúng ta phải tẩy trang hết đi những cái lớp tẩy trang trên da của mình, những cái phấn trang, không phải phấn trang điểm thì Dung ít xài phấn ha, nhưng mà mình phải xài cushion đó các bạn. Xài cushion thì các bạn cũng phải nên tẩy trang đúng không. Rồi các bạn xài gì, các bạn xài chống nắng các bạn cũng phải tẩy trang đúng không ạ. Các bạn thấy khi mà chúng ta đi ngủ thì làn da chúng ta nên sạch sẽ như thế này, thì các bạn bắt đầu nè, ok, bắt đầu chúng ta dưỡng da, các bạn bắt đầu dưỡng da ha. Rồi ok, bắt đầu dưỡng da này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã sạch sẽ rồi, phụ nữ nào cũng vậy, tối đi ngủ làm sao mà da chúng ta phải sạch sẽ như vậy ha. Chụp có lời khuyên ha. Bây giờ đáng lẽ là hồi nãy tại do mình đã rửa một lần sữa mặt rồi, nhưng mà cái bước cái nó bên này thì được rửa hai lần, nhưng bên này một lần sữa mặt rồi tẩy trang rồi rửa mặt, ok, nên thôi Dung không làm bước rửa mặt nữa. Nhưng mà Dung có lời khuyên khi các bạn tẩy trang xong các bạn nên rửa mặt hai lần ha. Tại vì khi mà các bạn tẩy trang xong ở trên da tay các bạn có chút dầu, da bạn có chút dầu, cái lượng tẩy trang đầu tiên nó sẽ lấy sạch cái bụi bẩn nhẹ nhẹ thôi, cái dầu nhẹ nhẹ thôi, lần hai nó sẽ sạch kỹ hơn ha các bạn ha. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo là chúng ta phải dưỡng da đúng không ạ. Khi mà các bạn tẩy trang xong các bạn rửa mặt sạch sẽ, lúc này nè các bạn, cái dưỡng chất nó hấp thu vào da nó mới tuyệt vời đến mức nào ha các bạn ha. Đó, chứ còn nếu mà các bạn không tẩy trang các bạn rửa mặt thì các bạn rửa mặt không thì các bạn dưỡng nó cũng không có đã trên da đâu các bạn ha, đúng không ạ. Nó không có đã trên da đâu ha, các bạn phải làm đúng cái phương pháp dung chỉ ha, các bạn thấy không. Đó rồi, Dung lấy nửa ống nó cho bạn như tắm trên da mặt vậy đó ha, các bạn thấy không. Đó. Đó. Rồi. Ok. Rồi xong, bắt đầu là dung dưỡng D. Dung dưỡng D2 các bạn ha. Oh sorry, D4. D2 đây các bạn ha. D2 đây. Rồi. Đó. Tiếp tục dưỡng D2 ha các bạn ha. Rồi ban tối ha, bữa nay Dung xài theo phương pháp buổi tối thôi, sau khi tẩy trang xong chúng ta xài D6 và D2 thôi các bạn ha. Đó, buổi tối là như vậy là Dung đi ngủ đó các bạn. Đó. Dung hay lúc mà D6 nó ướt ướt thì Dung bôi á, muốn nó đạt cái hiệu quả nó cao á, nhưng mà nó hơi bớt đúng không? Nó bớt chút nhưng mà không sao, nó hút lớn liền tại do mình xài quá nhiều quá. Ok. Rồi. Ok các bạn. Rồi. Rồi các bạn thấy chưa? Đó, buổi tối thì Dung sẽ đi ngủ như thế này ha. Đi ngủ như thế này để cho nó hấp thu. Các bạn cũng có thể có chờ D6 nó hút một chút và các bạn hẳn bôi, hoặc là các bạn bôi luôn cũng được, không sao hết các bạn ha.
chúng ta bỏ chút cỏ ha. Bông tẩy trang hả? Tại vì chắc chị biết sao không? Chị chưa có cái chưa chưa đặt hàng sản xuất cái bông tẩy trang đó em. Nên là cũng sorry, chị không hướng tới được. Bông tẩy trang hả? Tại bông tẩy trang nó rất rẻ tiền các bạn, bây giờ mình làm mình tốn tiền ship lắm. Ở ngoài nó bọc tẩy trang thì nó rẻ tiền lắm các bạn mua rẻ lắm. 10 ngàn, 20 ngàn gì Dung nghĩ cỡ đó, nó rẻ lắm nên là mà tiền ship là càng mắc hơn nữa. Nên thôi đi, nghĩ nó cũng không phải là một cái option rất là hấp dẫn đâu ha. Cảm ơn cái sự góp ý của bạn ha. Rồi bây giờ Dung đã dưỡng xong rồi nè các bạn ha. Đó, Dung cũng không cần xài D3 luôn ha. Giờ Dung sẽ trang điểm lại một chút nhìn cho nó dễ coi thôi. Ok, Dung đánh mascara thôi cũng được nữa ha. Làm chút chút thôi ha. Chờ xíu ha. Đó thì cái phương pháp buổi tối mình chỉ dạy vậy thôi ha các bạn ha. Buổi tối ha. Nó cần dưỡng lên đã. Rồi. Đó. Các bạn thấy không, có làn da mình đẹp rồi. Mình có tẩy trang, mình có làm gì ra thì da mình nó cũng nhìn mình cũng rất là sức sống, rất là không đến nỗi là quá tệ đâu đúng không các bạn ha. Nếu mà da của chúng ta đã đẹp rồi thì chúng ta không có ngợ ngại cái việc mà chúng ta tẩy trang ra liệu chúng ta còn đẹp hay không đúng không ạ. Giờ Dung sẽ trang điểm lại chút ha, các bạn ha. Ok. Trang điểm lại một chút để tí xíu có đi ra ngoài thì cũng xinh xắn dễ thương. Dùng quen trang điểm mắt rồi. Rồi đó thì cái da của Dung hiện nay là Dung không có chọn D3 đó các bạn, cho có D3 thì chắc nó phải xuất sắc hơn. Có giờ Dung sẽ tí xíu Dung sẽ đánh D3 rồi đánh cushion nữa ha. Ok, đánh cho các bạn thấy được khi mà chúng ta có tẩy trang được các bạn ha, chúng ta có tẩy trang Dung chắc chắn các bạn là các bạn đánh cushion vô tư mà không có sợ hư da ha. Các bạn đánh đầy đủ là Dung nghĩ thì nó cũng sẽ rất là đẹp ha các bạn ha. Đó, rất là đẹp ha, không có sợ xấu đâu ha. Đó, sẵn tiện là chỉ rồi các bạn tẩy trang luôn, chị em mà biết đó. Học chút tẩy trang để có nghề ha. Quên trang điểm chứ, sorry. Chị em mà giỏi trang điểm rồi thì Dũng không nói, nhưng mà có rất là nhiều chị em cũng chưa có biết trang điểm ha. Nhiều chị em chưa có biết trang điểm. Dũng làm lẹ lắm các bạn. Rồi, nãy là dung dưỡng là dưỡng rồi đúng không các bạn ha? Dưỡng rồi. Thường thì Dung cũng chỉ cho các bạn một phương pháp nữa là để chúng ta trang điểm mà nó không bị rơi màu mắt, mà nó xuống da nó không bị dính, là các bạn nên trang điểm mắt trước rồi các bạn mới nên đánh dưỡng ha. Nhưng mà hôm nay do là Dung hướng dẫn các bạn thì nên Dung hơi đi ngược một chút ha. Hôm nay đi ngược chút tại vì nhiều lúc Dung lại không muốn trang điểm á. Đó. Xong. Cây cây đó đâu mất tiêu rồi. Ok, thay đánh cái cây mắt nước đi. Xong rồi Dung hay kẻ mắt nước lắm, Dung để cái kiến ra đây Dung mới làm được. Bây giờ mắt nước nó khó vẽ lắm đó bạn.
cho da. Chị ơi, có kem nào dùng cho da? Ban đêm không có em. Ban đêm là em xài D6 với D2 đó em. 6 với D2 đó. Nhìn vô cái điện thoại nó không có rõ. Nhìn vô cái kính vô kia thấy nó rõ hơn. Cho nó khô chút. Rồi xong ha. Kéo hơi xíu lùi cho nó giữ một chút. Rồi. Cái đầu mía chờ một xíu nha. Ok. Làm biết sao không? Làm. Ở đây thì nó không có đủ đồ nghề mấy. Bằng phấn thì nó đủ đồ nghề hơn. Thiếu đồ nghề rồi. Nên là phải có cái này nữa nè. Đó, các bạn thấy là mắt chúng đã dần dần trở lại như trước lúc lần đầu rồi đó. Hơi sắc một chút xíu là do mình nè. Anh đánh cái màu này nó hơi hơi nhiều. Mình tách đó, bây giờ mình tách màu đi cho nó đỡ thấy cái đường viền mất nước quá nét thì nó sẽ hơi dữ các bạn ha. Đó, thì mình làm gì cho nó đỡ dữ đi. Rồi, cái này là dùng mới xài D2 đó nha các bạn. Nếu xài D3 thì chắc chắn nó phải đẹp xuất sắc hơn nữa rồi. Ok. Hiện nay là Top White có hệ thống trên toàn quốc nha các bạn, trong ngoài nước. Các bạn cần liên hệ thì các bạn Dung sẽ để có link cho các bạn liên hệ để các bạn mua hàng dễ dàng và nhanh chóng và được ship miễn phí. Ok, đúng không ạ? Ai cũng thích ship miễn phí thì Top White đã tính cái ship ở trong đó và đã được miễn phí trong sản phẩm rồi ha các bạn ha. Ok, đây là những cái loại mắt nước không trôi đó các bạn, quên mascara chứ. Đây là những loại mascara không trôi. Cụm tơi mi không quá dày mi đã tạo cho hàng mi của các bạn sẽ rất là dễ chịu. Đó. Ok. Rồi. Bông tẩy trang thì Dung thì Dung thấy loại nào ra ngoài mua được thì các bạn cứ mua xài thôi. Dung thì không có quan trọng mấy cái bông tẩy trang giờ sản xuất ra mà tính tiền ship rất là tốn tiền ship ha các bạn ha. Đó. Rồi mà với lại nó rất là cồng kềnh. Cái đó nó giá trị nó rất là thấp. Mà mình hiểu rằng là cũng rất là nhiều hãng họ đang khuyến mãi cái đó nhưng mà Dung thấy nó không có đáng nhiều thì để Dung xem trong thời gian tới ha các bạn ha. Ok, chỉ cầu mong làm sao mà chúng ta có được cái sản phẩm tẩy trang sớm để cho các bạn và cho khách hàng các bạn sử dụng là Dung nghĩ là khách hàng đã happy lắm rồi ha. Dung nghĩ là khách nào cũng mong ngóng được có một cái làn da như Dung đúng không? Đây là cái da mà Dung Dung chưa chưa xài D3 đúng không các bạn? Đó. À, đây là Dung chưa có xài D3 đâu nha các bạn. Còn nếu xài D3 thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa ha các bạn ha. Đó, theo các bạn giờ là buổi tối thì Dung như vậy là ok rồi các bạn. Bây giờ nhưng mà thôi thì bây giờ vẫn còn là trời hơi hơi tối thôi đúng không? Thì bây giờ Dung sẽ xài cái D3. Cái D3 đâu rồi? Dung xài chút D3 cho cái da nó xuất sắc hơn ha. Này Dung quen rồi. Dung đi ra đường là Dung thấy có một cái D3 nữa là da Dung nó sẽ nãy giờ nhầm hoài, sẽ đi ba cho nó xuất sắc hơn nữa ha các bạn ha. Đó. Đó. Vậy thì bây giờ như vậy đánh cushion được không? Được, như vậy đánh cushion lên cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình có D3 thì mình làm miếng D3 đi. Còn nếu mà mình muốn đánh cushion nữa thì mình đánh D3 mỏng thôi các bạn. Đó. Đánh D3 mỏng ha. Giờ em đánh D3 thật là mỏng ha. Xong em đánh cushion ha các bạn ha. Lấy cái kem khúc ở trên nó bị khô.
đánh một chút thôi để cho nó không có bị khô đó các bạn. Nó không bị ướt nha, sôi nhiều quá thì nó hơi ướt, và đánh cushion lên nó không đã. Nên cái quan trọng khi cách xài đó các bạn cũng phải biết cách xài thì nó mới đẹp được. Thấy chưa? Rồi, bây giờ thì mình đánh cushion cũng được, không đánh cũng được, nhưng mà theo Dung thì đánh chút cushion thì nó còn đẹp hơn. Thế thôi. Đó, các bạn thấy giờ nó da mặt với da cổ nó khác màu nhau rồi đó. Đó. Muốn mà đi ra đường bây giờ phải bôi cho, lấy body để chính bôi cho cái body cho nó xuất sắc lên miếng nữa mới được. Rồi bây giờ mình đánh cushion ha các bạn ha. Cushion tóc qua ha các bạn ha. Rồi. Hết rồi, muốn hết rồi các bạn ơi. Nhưng còn còn ok còn ít à. Bạn dặm vậy thì đi ra ngoài lỡ gặp mưa thì nó sẽ không có trôi. Nó không có trôi cái làn da đẹp của các bạn ha. Nó khóa lại cái nền da. Quá là trên da của các bạn ha. Rồi, D1, D2, D3, 350 thì đi mua ở đâu các bạn ơi? Ở đây mà 350 không có đâu. Kem nào 350 thì Dung nghĩ chắc cũng không vấn đề dữ lắm. Hả? Rồi, không có bán 350 ha. Mình mua một sản phẩm cho da mặt thì mình mua cho chính hãng đi, cho đúng chỗ đi. Mua linh tinh là trúng hàng giả này kia thì mình ráng mình chịu ha các bạn ha. Sản phẩm thì bán theo niêm yết của giá công ty, chứ rẻ hơn thì cũng rất là nguy hiểm cho các bạn ha. Mình mua một cái sản phẩm vì một cái lòng tin nữa, chứ không phải là vì rẻ ha các bạn ha, vì cái sự tư vấn của người khách hàng và lòng tin với người chăm sóc nữa ha. Rồi xong rồi các bạn ha, ok xong rồi. Nên là các bạn để tránh mua hàng giả này kia, bạn phải mua đúng chính hãng của công ty ha các bạn nha. Rồi bây giờ em sẽ, các bạn thấy không, nó rất là trắng ha. Bây giờ em sẽ đánh miếng son ha các bạn ha, đánh miếng son cho nó long lanh hơn một chút ha các bạn. Ok. Hai tí nó khô là đẹp. Mình thấy nó hơi bị lên ra ngoài, mình lao một chút. Dung làm nhanh lắm, tại vì Dung không có cái thời gian để mà làm chậm đâu các bạn ha. Rồi mình lấy, mình sợ nó ấy thì mình lấy cái này nè, giảm lại. Rồi xong rồi đó các bạn, xinh chưa, xinh rồi đúng không? Rồi thì Dung khi mà các bạn đánh những cái cushion dạng nước như vậy thì Dung có một cái lời khuyên, một cái chia sẻ cho bạn là nên đánh má hồng dạng dạng nước luôn, dạng ướt như vậy nè các bạn đó, thì sẽ rất là đẹp ha đó, chứ đừng có đánh loại má hồng khô ha, khô thì không đẹp bằng này đâu ha. Cái này là thời thượng nhất rồi nha các bạn. Dung thấy ca sĩ người mẫu thì cũng đang theo một cái xu hướng trào lưu trang điểm như vậy ha. Trang điểm khô kia thì nó nhìn cái mặt nó hơi khô, hơi phấn, hơi nhìn nó rất là thiếu một cái sức sống tự nhiên ha các bạn thấy không? Đó rồi, Dung xong rồi đó các bạn. À, đó bây giờ là đã xong rồi, cực kỳ đơn giản đúng không ạ? À? Đó cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ làm vậy thôi. Đó, bây giờ các bạn có đi chơi thì các bạn làm tí, làm tóc một tí nữa ha các bạn ha. Rồi cái phương pháp về tẩy trang lúc nãy Dung đã chia sẻ cho các bạn rồi, chúng ta chỉ cần ha, chúng ta chỉ cần là nếu mà chúng ta dưỡng da thì chúng ta phải chăm sóc đúng cách, chúng ta tẩy trang đúng cách, rồi chúng ta nếu mà chúng ta trang điểm, chúng ta không trang điểm thì chúng ta cũng phải dùng tẩy trang thì cái làn da chúng ta nó mới mới đẹp nha các bạn, mới dưỡng da nó mới mới hấp thu, rồi sao da chúng ta mới không bao giờ có mụn. Nói chung là cả cuộc đời các bạn sẽ không bao giờ có một cái mụn này, không phải mụn đâu nha các bạn, muỗi cắn nó nha, muỗi cắn nha. Rồi
Vậy thì Dung có lời khuyên cho các bạn, nhớ rằng là các bạn hãy lời khuyên đầu tiên là phải theo dõi cái livestream của Dung để theo dõi những cái phương pháp mà chia sẻ tốt nhất của Dung dành cho các bạn. Các bạn phải nè, ngày hôm nay Dung đã nói rất là rõ cái quy trình về tẩy trang để cho da của các bạn trở nên đẹp hơn. Và chúng ta hay hỏi tại sao mà da của tôi dưỡng da như chị mà không có đẹp như chị, da của tôi cũng đầu tư như chị mà không đẹp như chị. Và ngày hôm nay bí mật đã được bật mí rồi. Dung xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những cái livestream tiếp theo. Chúc các bạn có một cái buổi tối vui vẻ.